Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với video phân tích cổ phiếu rổ VN30. Như vậy thì chúng ta vừa kết thúc tuần giao dịch từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5. Và trong nội dung của video này, tôi cùng các bạn sẽ tiếp tục phân tích các cổ phiếu, 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30 tuần sau, tuần từ ngày 18 tháng 5 cho đến ngày 22 tháng 5. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để có thể nhận được các video mới nhất từ trong kênh YouTube của mình. Đây là biểu đồ của chỉ số VN-Index và chúng ta cùng nhau nhìn rõ vào tuần vừa rồi. Từ ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 15 tháng 5 thì chúng ta thấy là chỉ số VN-Index nó dao động trong một kênh dao động đi ngang như thế này. Và một cái điểm tích cực đó chính là chỉ số VN-Index của chúng ta vẫn nằm trên cái vùng hỗ trợ, vùng giá hỗ trợ tại cái vùng giá là 825.5 nha các bạn. Đây là cái vùng giá hỗ trợ mà cái chỉ số VN Index của chúng ta trong cái tuần vừa qua nó vẫn giữ được ở trên mức trên này và chưa bị đánh thủng. Và dựa vào cái tín hiệu kỹ thuật, cái tín hiệu về dòng tiền cũng như là cái khối lượng cung cầu hiện tại thì chúng ta có một cái nhận định chung, đó chính là thị trường đang bước vào một cái giai đoạn điều chỉnh về ngắn hạn và sự phân hóa nó vẫn còn diễn ra ngày càng rõ nét giữa các cái nhóm ngành. Và theo cái tình hình của cái tín hiệu kỹ thuật như thế này thì dự kiến thị trường sẽ vẫn còn tiếp tục rung lắc trong cái thời gian tuần tới. Cụ thể hơn, dành cho cái chỉ số VN Index của chúng ta, như chúng ta đã phân tích là nó đang có một cái vùng ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá 825.5 như thế này nha các bạn. Đây là cái vùng giá hỗ trợ cho cái chỉ số VN Index của chúng ta. Do vậy mà trong những cái phiên tiếp theo, nếu như cái chỉ số VN Index của chúng ta vẫn nằm trên cái vùng hỗ trợ này thì khả năng lớn nó sẽ tiếp tục dao động đi ngang trên trong cái vùng giá, từ cái vùng giá 825 cho đến khoảng cái vùng giá 840. Tuy nhiên, nếu như cái tình hình, cái nhịp điều chỉnh của cái giai đoạn này nó có những cái mẫu hình nến nó xác nhận là bị gãy cái vùng hỗ trợ tại cái vùng giá 825.5 như thế này thì khả năng lớn mình sẽ đánh giá là nó sẽ có những cái nhịp rơi, nhịp điều chỉnh về ngay cái vùng hỗ trợ, cái đường tăng ở phía dưới này tại cái vùng khoảng 810-815 nha các bạn. Đó là cái vấn đề mà nếu như trong tuần sau có một vài cái nến xác nhận là bị đánh thủng khỏi cái vùng giá hỗ trợ tại vùng giá 825.5 thì chúng ta sẽ có một cái nhịp điều chỉnh xuống những cái vùng xuống phía dưới này. Thì đó là dựa vào cái phân tích kỹ thuật mà mình đã chỉ ra. Và nhìn vào tổng quan thì tại đây chúng ta thấy là kết thúc phiên thứ 6, phiên ngày thứ 6 thì chúng ta thấy là chỉ số VN Index của chúng ta nó giảm điểm là 0,65%, đạt ở mức là 827,03 điểm. Trong khi đó chỉ số HNX Index nó đã suy giảm lên đến 2,08% và đạt ở mức điểm là 109.2 điểm. Và độ rộng thị trường nghiêng về bên bán nhiều hơn với khoảng 276 mã tăng và 417 mã giảm. Đối với các cổ phiếu 30 cổ phiếu có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam nằm trong rổ VN30 thì tại đây chúng ta thấy là rổ VN30 đã dừng lại với khoảng là 20 mã giảm giá và 6 mã tăng, 4 mã thì hiện tại đang đứng giá. Trong đó thì chúng ta nhận xét thấy có một số mã rớt giá hơn 1%. Là đến khoảng 17 mã cổ phiếu là rớt giá đến hơn 1%. Đi đầu là các cái mã cổ phiếu chúng ta thấy mã giảm giá cổ phiếu. Ở đây chúng ta thấy như là mã cổ phiếu CTR, Cotecom, mã cổ phiếu của Bảo Việt, mã cổ phiếu của Masan, của ngân hàng BIDV. Ngoài trừ Masan thì chúng ta thấy các cái mã này đều bị khối ngoại đang có cái vấn đề là bán ròng ra của khối ngoại. Còn ở chiều ngược lại, chiều tăng giá thì chúng ta thấy dẫn đầu ở đây là Vinhome và một mã cổ phiếu của ngân hàng Exim Bank. Thì Vinhome, cổ phiếu của Vinhome đã dẫn đầu khi mà nó tăng trưởng là 1,4% kết thúc phiên. Và theo cái góc nhìn kỹ thuật, những mẫu hình nến hiện tại chúng ta thấy là đã bắt đầu xuất hiện cái hàm ý là trở lại của những cái nhịp tăng đối với cái mã cổ phiếu của Vinhome. Tuy nhiên thì khối ngoại cũng đã đẩy mạnh cái lực cầu ở mã này, cũng là một cái điểm đáng chú ý đối với cái mã cổ phiếu của Vinhome cũng như là dòng họ cổ phiếu của nhà Vingroup. Và nếu như chúng ta nhìn cụ thể vào cái biểu đồ kỹ thuật của chỉ số VN
30 thì tuần từ ngày 11 cho tới ngày 15 thì chúng ta thấy là nó cũng đã có một cái giai đoạn điều chỉnh nằm trong cái vùng giá đi ngang như thế này. Các bạn thấy là đây là cái vùng giá thay đổi từ ngày 11 cho tới ngày 15 của chỉ số VN30. Và như vậy thì nhìn chung vào cái tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền cũng như là cái khối lượng cung cầu của các cái cổ phiếu lớn nằm trong rổ VN30 thì chúng ta thấy nhận định là diễn biến thị trường đang ngày càng có cái xu hướng đi xuống. Và đặc biệt là kết thúc phiên ngày thứ 6 thì chúng ta thấy là trong những cái phiên chiều thì khi các cái chỉ số nó bị đè và bị rơi liên tục về những cái vùng giá thấp hơn. Dưới cái áp lực chủ yếu đến từ những cái nhóm cổ phiếu blue chip, những nhóm cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Và điều này khiến cho cái góc nhìn kỹ thuật của chúng ta về cái tín hiệu dòng tiền, cái tín hiệu khối lượng cung cầu không mấy lạc quan trong cái tuần sau. Và hàm ý là có thể là có những cái nhịp điều chỉnh trở lại. Do vậy thì cụ thể chúng ta có thể phân tích đối với cái chỉ số VN30, chúng ta đang có cái vùng hỗ trợ tại vùng giá 769 6970, tại cái vùng giá 770 đi. Đây là cái vùng giá hỗ trợ của chỉ số VN30. Do vậy trong những cái phiên giao dịch của tuần sau, nếu chúng ta xác nhận thấy có những cái mẫu hình nến xác nhận là bị đánh thủng khỏi cái vùng 770 như thế này thì khả năng lớn thì sẽ có những cái nhịp rơi, nhịp điều chỉnh về những cái vùng giá thấp hơn ở phía dưới này, tại cái vùng giá khoảng 757-758 đối với cái chỉ số VN30. Đó là cái xu hướng cũng như là cái kịch bản về đánh giá kỹ thuật của mình. Còn nếu như tình hình tốt hơn, tức là các cái phiên kết thúc, các cái phiên tiếp theo nó không bị đánh thủng khỏi cái ngưỡng hỗ trợ của chỉ số VN30 thì rõ ràng chúng ta thấy là sẽ có những cái nhịp dao động đi ngang trong cái khu vực này, sẽ tiếp tục giằng co biến động để tiếp tục đi ngang trong cái khu vực này. Đối với thị trường quốc tế thì chỉ số Dow Jones trong tuần cũng đã suy giảm khoảng 2% khi mà các nhà đầu tư vẫn liên tục lo ngại về cái triển vọng phục hồi kinh tế và tâm lý thị trường chung cũng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Đó là cái chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển sang chặn các cái lô hàng vật liệu bán dẫn cho Huawei. Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết là họ sẽ nhắm đến các mục tiêu chiến lược là mua bán cái chất bán dẫn của Huawei, sản phẩm trực tiếp của một số cái phần mềm công nghệ Mỹ. Thì một số cái vấn đề này nó cũng đánh giá cái vấn đề không mấy lạc quan đối với cái tình hình về quốc tế trong cái tuần vừa rồi. Và cụ thể hơn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phân tích chi tiết 30 cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Và đầu tiên chúng ta đi vào việc phân tích cổ phiếu của Vinhome với mã cổ phiếu VHM. Và đây là biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu Vinhome. Thì như vậy từ tuần trước chúng ta đã nhận định là cổ phiếu của Vinhome sau khi mua ở vùng giá mục tiêu và hiện tại giá nó đã đạt được từ cái vùng giá mục tiêu hiện tại trong cái phiên ngày 11 tháng 5 thì chúng ta thấy là rõ ràng những cái phiên 11, 12 thì giá cổ phiếu đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất tại cái vùng giá này. Thì mình sẽ ghi cái nhãn giá mục tiêu ở đây cho các bạn thấy là cái ngưỡng giá mục tiêu của cổ phiếu Vinhome tại cái vùng giá gần vùng giá khoảng vùng giá 72.000 trên một cổ phiếu. Thì đó là cái ngưỡng giá mục tiêu 1 đối với cổ phiếu của Vinhome. Và như nhận định của mình, sau khi đạt được cái ngưỡng giá mục tiêu, nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ cũng như là cái vùng kháng cự cho cổ phiếu Vinhome này. Thì nhận định của mình đó là chúng ta đã có một cái nhận định là cổ phiếu sẽ trong cái giai đoạn đi ngang quanh cái vùng giá mục tiêu 1 này để tiếp tục kiểm tra lại cái vùng giá mục tiêu này có tốt hay không trước khi nó có thể tiếp tục tăng trưởng lên cái vùng giá mục tiêu thứ hai. Tuy nhiên thì đến sang tuần này chúng ta nhìn nhận là cái tín hiệu về dòng tiền đang có cái vấn đề là điều chỉnh về ngắn hạn, cũng tương tự như vậy về cái khối lượng cung cầu cũng đang có cái vấn đề là điều chỉnh lại về ngắn hạn đối với cổ phiếu của Vinhome. Như vậy thì nhận định tiếp theo của mình trong tuần tới đó là cái cổ phiếu lại tiếp tục, nếu như mà giá cổ phiếu của Vinhome không thể bứt phá ra được cái vùng 72, khoảng vùng giá 72 phía trên này, thì chúng ta thấy là hoàn toàn cổ phiếu Vinhome sẽ rơi vào cái nhịp điều chỉnh tiếp theo phía dưới này. Do vậy thì cái vấn đề tăng giá ở đây chúng ta tạm thời chúng ta làm mờ đi để chúng ta chưa tiếp tục nhận định cái vấn đề tăng giá, tại vì cái biểu đồ kỹ thuật trong cái tuần này đã xác nhận là cổ phiếu Vinhome sẽ có những nhịp điều chỉnh tiếp theo ở vùng phía dưới này. Vùng phía dưới này nha các bạn. Chúng ta sẽ nhận định là cổ phiếu Vinhome sẽ có tiếp tục có những cái nhịp điều chỉnh ở những cái vùng sát phía dưới này. Và cụ thể là nếu như không vượt qua được cái vùng giá 72 phía trên này thì sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh ở phía dưới. Còn nếu như bứt phá
có những cái chốt nếm là nằm trên vùng 72 thì sẽ tiếp tục dao động để tích lũy trong cái kênh đi ngang ở vùng mục tiêu 1 này. Thì đó là cái xu hướng chính của cổ phiếu Vinhome. Tiếp theo là cổ phiếu của ngân hàng Exim Bank. Chúng ta cùng nhau lấy mã cổ phiếu của ngân hàng Exim Bank với mã cổ phiếu là EIB. Nhìn vào biểu đồ kỹ thuật của cổ phiếu ngân hàng Exim Bank thì chúng ta nhìn thấy là từ tuần trước chúng ta xác nhận là cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng trưởng lên để có thể đạt được cái mục tiêu giá tại cái vùng giá. Chúng ta ghim cái nhãn giá ở đây để các bạn có thể nhìn thấy rõ ha. Tại vùng giá là 15.8 đối với cổ phiếu của Exim Bank với ngưỡng mục tiêu thứ nhất này. Và chúng ta thấy là điều đặc biệt đối với cổ phiếu của Exim Bank đó là trong cái phiên ngày 13 tháng 5 có một cái nhịp điều chỉnh rất là sâu như thế này. Thì những cái nhịp điều chỉnh như thế này mà trong một cái kênh xu hướng là đang tăng giá đối với một cổ phiếu thì đó là những cái vùng giá chúng ta có thể bắt vào mua rất là tốt đối với những cái ngưỡng giá vùng mua như thế này nha các bạn. Các bạn chú ý điều này. Thì tại đây mình sẽ chú thích có thể đây là sẽ là những cái nhịp vùng mua rất là tốt đối với một cổ phiếu. Rồi, như vậy thì đối với cái nhịp điều chỉnh như thế này thì chúng ta thấy là về cái tín hiệu dòng tiền cũng như là cái khối lượng cung cầu của cổ phiếu Exim Bank hiện tại vẫn đang rất là tốt. Do vậy cái xu hướng tăng giá của cổ phiếu Exim Bank vẫn còn đang giữ. Chỉ khi nào nó có những cái mẫu hình nến nha các bạn, mẫu hình nến mà nó xác nhận là bị gãy khỏi cái vùng giá là 15.9 như thế này. Vùng giá 15.9 thì chúng ta mới có những cái tín hiệu xác nhận là phải đảo chiều bán đối với cổ phiếu của Exim Bank. Còn hiện tại là cái xu hướng về tăng giá đối với cổ phiếu Exim Bank vẫn còn. Do vậy thì cái điểm mục tiêu chúng ta vẫn tiếp tục duy trì đối với cổ phiếu này tại cái ngưỡng mục tiêu là 15.8. Tiếp theo, cổ phiếu của VinGroup. Rồi đây là biểu đồ kỹ thuật của VinGroup. Thì đối với cổ phiếu của VinGroup chúng ta đang xác nhận cho nó cái ngưỡng mục tiêu tại vùng giá là 101.5. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó chưa có những cái, từ tuần trước chúng ta đã xác nhận là nó có cái điểm mục tiêu để tiếp tục tăng giá lên những cái ngưỡng giá tốt hơn như thế này. Ngưỡng mục tiêu thứ nhất. Tuy nhiên thì cổ phiếu vẫn đang tiếp tục lình xình trong cái kênh dao động. Các bạn thấy là cái vùng dao động đi ngang đối với cổ phiếu này. Nếu chúng ta vẽ rộng hơn từ những cái tuần trước thì cái đây là cái vùng giá đang dao động trong cái kênh đi ngang của cổ phiếu của VinGroup đây các bạn. Bạn thấy đây là cái vùng giá đang dao động đi ngang. Do vậy thì điều đặc biệt nó cần phải bứt phá ra khỏi cái ngưỡng hộp phía trên này. Mình sẽ ghim giá cho các bạn nha. Đây, cái cạnh trên đó là vùng giá 97.5, còn cái cạnh dưới ở đây là tại ngay cái vùng giá là 91.28. Do vậy thì nó cần phải có những cái nhịp điều chỉnh để có thể là bứt ra khỏi cái hộp Davos này để có thể tiếp tục xác nhận lên cái mục tiêu thứ nhất của nó. Tuy nhiên thì nhìn vào cái tín hiệu kỹ thuật cũng như là cái tín hiệu về khối lượng cung cầu đang có cái tín hiệu suy giảm lại trở lại. Do vậy thì khả năng lớn thì chúng ta chưa có cái cây nến nào xác nhận là nó bứt ra khỏi cái cạnh trên của hộp Davos này. Do vậy thì cái xu hướng tiếp theo mình vẽ là cổ phiếu sẽ nằm trong cái tiếp tục dao động trong cái cạnh của cái hộp Davos này để có thể là tạo nên một cái vùng tích lũy tốt hơn để có thể tiếp tục bứt phá ở những cái vùng giá cao hơn đó, so với những cái giai đoạn tiếp theo của cổ phiếu của VinGroup nha các bạn. Đó. Sẽ tiếp tục dao động điều chỉnh quanh cái hộp Davos này để tiếp tục cái giai đoạn tích lũy của nó trong một cái thời gian tiếp theo để có thể bứt phá ra khỏi. Còn nếu như rõ ràng bứt phá khỏi cái cạnh phía dưới bị bắn thủng luôn thì chúng ta sẽ có những cái nhịp điều chỉnh rất là mạnh đối với cổ phiếu VinGroup. Tuy nhiên thì phần lớn thì chúng ta vẫn nhận định là nó sẽ dao động trong cái hộp Davos đi ngang này để có thể tiếp tục bứt phá để đạt được cái mục tiêu thứ nhất tại cái vùng giá 101.5. Cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu của ngân hàng với mã cổ phiếu VB của ngân hàng VB Bank. Như vậy thì đối với biểu đồ kỹ thuật của VB Bank thì tuần trước chúng ta đã có những nhận định là từ ngày 8 tháng 5 đúng không? Chúng ta nhận định là cổ phiếu trong tuần sau sẽ đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất. Do vậy thì tuần này đến như vậy thì chúng ta đã thấy là cổ phiếu VB Bank đã đạt được cái mục tiêu thứ nhất tại ngưỡng giá 23.4 và sẽ có một cái nhịp
tăng trưởng lên tại những cái vùng giá phía này. Các bạn thấy là cái mũi tên chúng ta vẽ là như vậy, thì cổ phiếu của VB Bank trong cái tuần này đã đạt được ngay tại cái vùng giá này. Và sau khi đạt được cái ngưỡng mục tiêu như thế này thì xu hướng chính của hầu hết các cổ phiếu thì nó sẽ tiếp tục có những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo về những cái vùng ngay tại cái vùng hỗ trợ, tức là gần sát đối với cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất tại vùng giá 23.4, sẽ có những cái nhịp điều chỉnh xung quanh này để tiếp tục tích lũy. Còn đối với cái xu hướng chính thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh tích lũy như thế này, thì sau khi tích lũy mà tốt thì chúng ta thấy sẽ có những cái nhịp bứt phá lên đến cái ngưỡng mục tiêu thứ hai đối với cổ phiếu của VB Bank. Tại vì nhóm ngân hàng hiện tại chúng ta thấy là nó đang có cái xu hướng là kéo các cái chỉ số chính đang rất là tốt, do vậy thì chúng ta vẫn xác nhận cái kịch bản tăng trưởng đối với cổ phiếu của VB Bank. Những tín hiệu hỗ trợ của chúng ta là nó cần phải nằm trong cái hộp Davos này, tích lũy xung quanh cái hộp Davos này một thời gian để có thể tiếp tục tăng trưởng. Còn nếu như bị đánh gãy thì chúng ta sẽ có những cái nhịp điều chỉnh sâu hơn. Còn hiện tại cái tín hiệu về dòng tiền, tín hiệu về khối lượng vẫn đang tốt, vẫn đang ổn cho cái xu hướng tích lũy đối với cổ phiếu của VB Bank. Tiếp theo, cổ phiếu SBT. Cổ phiếu của SBT thì như thế nào? Thì chúng ta thấy là chúng ta đang xác lập một cái kịch bản tăng giá lên đến cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất đối với cổ phiếu của SBT tại cái vùng giá là 15.25 này. Và chúng ta thấy là cái phiên ngày 13 tháng 5 là cái đỉnh giá cao nhất nó gần đạt được rồi. Tuy nhiên thì những cái mẫu hình nến xác nhận vẫn chưa cho chúng ta đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất. Và nhìn vào cái giai đoạn hình thành giá về trong quá khứ của cổ phiếu của SBT thì chúng ta thấy là cái lực mua vẫn chưa mạnh đối với cổ phiếu này. Các cái mẫu hình nến chủ yếu là spinning top và doji. Do vậy sự phân vân của nhà đầu tư vẫn còn rất lớn. Do vậy thì chúng ta vẫn xác nhận cái kênh xu hướng của SBT là khả năng nó sẽ dao động để có thể đạt được cái mục tiêu thứ nhất và có những cái nhịp điều chỉnh trở về cái vùng giá hỗ trợ ở cái vùng giá thấp hơn như thế này, và tiếp tục dao động trong cái kênh này để có thể tích lũy trong một cái vấn đề thời gian dài hơn nữa đối với cổ phiếu của SBT. Và nếu như bứt phá ra khỏi cái ngưỡng giá cạnh trên này tốt hơn thì nó mới thiết lập lên cái kịch bản cho cái vùng giá thứ hai. Tuy nhiên thì cái vùng giá này chúng ta chưa mong đợi gì nhiều ha. Chúng ta chưa mong đợi gì nhiều. Cần phải có những cái khoảng thời gian tiếp tục dao động trong cái kênh đi ngang này, trong cái kênh đi ngang này để có thể tiếp tục điều chỉnh một cái nhịp. Tiếp theo, cổ phiếu của VRE. Về biểu đồ kỹ thuật của VRE như thế nào thì chúng ta thấy là từ tuần trước chúng ta xác nhận là cái tín hiệu về dòng tiền vẫn đang tốt cho VRE. Tuy nhiên và chúng ta cần cũng nhìn nhận là nếu như cổ phiếu nó thể bứt phá ra được cái đường màu đỏ gạch đứt đứt như thế này thì nó mới hình thành nên cái kênh xu hướng tăng giá về thoát khỏi cái kênh xu hướng tăng giá về trung hạn đối với cổ phiếu của VRE. Tuy nhiên thì rõ ràng cái phiên ngày 11 tháng 5 kết thúc phiên và đến cái phiên ngày 12 nó đã xác nhận là cổ phiếu này không thể nào bứt phá ra được cái kênh giảm giá về trung hạn. Chúng ta thấy là đã có một cái nhịp từ ngày 17 tháng 4, nó cũng chạm ngay cái ngưỡng này và nó lùi về, nó tiếp tục điều chỉnh lùi về. Và trong cái phiên này thì chúng ta thấy là cái nhận định mà tăng giá đến kịch bản thứ nhất là không thể hoàn thành. Tại vì phiên ngày thứ 11 tháng 5 và phiên ngày 12 tháng 5 nó đã xác nhận là không thể bứt phá ra được cái kênh này. Do vậy cái kịch bản hướng về đang là cái kênh kịch bản tiếp tục lùi về những cái vùng giá hỗ trợ phía dưới này để tiếp tục điều chỉnh, có những cái nhịp điều chỉnh đối với cổ phiếu VRE. Và cũng tương tự như vậy thì cái tín hiệu dòng tiền lẫn cái khối lượng cung cầu hiện tại vẫn đang theo cái kênh xu hướng cho chúng ta cái tín hiệu là với cái kịch bản là giảm giá nhiều hơn đối với cổ phiếu của VRE. Đó là những cái kịch bản chúng ta thiết lập cho cổ phiếu của VRE. Tiếp theo, cổ phiếu của Novaland. Tín hiệu của Novaland thì vẫn chưa có gì. Các bạn thấy là nó những cái nhịp điều chỉnh, những cái vùng thanh khoản rất là thấp. Và cái kịch bản tuần trước chúng ta hướng tới là cái ngưỡng giá mục tiêu tại cái vùng giá là 54.67 này. Và cái phiên ngày 11 tháng 5 là gần như nó có những vùng giá cao nhất đạt được. Đối với cổ phiếu của Novaland thì nhận định chúng ta mua tại cái vùng đạt được cái ngưỡng mục tiêu 1 thì chúng ta chốt lời nhanh mà thôi. Chứ chúng ta về cái xu hướng lâu dài thì nó vẫn chưa có cái tín hiệu gì tích cực đối với ta, cho chúng ta. Và hiện tại cái xu hướng hiện tại chúng ta thấy là cái xu hướng về dòng tiền đang có những cái nhịp điều chỉnh về những cái vùng giá sâu hơn. Do vậy thì khả năng tuần tới nó sẽ tiếp tục điều chỉnh xuống những cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới này, gần sát ngưỡng hỗ trợ phía dưới này. Tiếp theo, cổ phiếu của SAB.
Đối với cổ phiếu của SAB thì cái ngưỡng giá mục tiêu chúng ta đang hướng đến cho nó là vùng giá 194.59 này. Tuy nhiên thì nó đang dao động quanh cái ngưỡng giá 172.04 này. Và đối với cái tín hiệu của SAB như thế này thì cái xu hướng chính của chúng ta nó sẽ tiếp tục dao động xung quanh những cái hộp Davat. Chúng ta sẽ hình thành cái hộp Davat để cái kênh dao động tiếp theo đối với cổ phiếu của SAB. Nó sẽ tiếp tục dao động những cái ngưỡng cạnh của cái hộp Davat như thế này nha các bạn. Rồi tiếp tục dao động những cái ngưỡng như thế này để có thể là tích lũy những cái vùng giá tốt hơn. Và có thể là để về sau nó sẽ đạt được cái ngưỡng mục tiêu ở phía dưới cái cạnh tăng giá, cái cạnh giảm giá về trung hạn đối với cổ phiếu của SAB. Đó là cái kịch bản chúng ta thiết lập cho cổ phiếu của SAB. Và cái ngưỡng dưới của hộp Davat là ngay tại cái vùng giá 167.91 nha các bạn. Còn cái ngưỡng phía trên này là cái ngưỡng 180. Đó là cái vùng giá chúng ta thiết lập cho kịch bản của SAB. Tiếp theo là cổ phiếu của Vietcombank. Cổ phiếu của Vietcombank thì tuần trước chúng ta nhận định là sẽ có những cái nhịp điều chỉnh về ngay tại cái ngưỡng giá hỗ trợ, tức là cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất tại đây, tại vùng giá 73. Và rõ ràng phiên ngày 13 tháng 5 là nó đã có một cái nhịp điều chỉnh về ngay cái vùng giá mục tiêu này, rồi sau đó nó mới tăng trưởng trở lại. Và đối với Vietcombank, những cái dòng ngân hàng thì chúng ta vẫn đang thiết lập cho nó một cái kênh xu hướng tăng giá lên để có thể dẫn dắt, nếu kéo thị trường lên những cái vùng giá cao hơn. Do vậy thì cái mục tiêu chúng ta vẫn thiết lập là tại gần cái vùng giá là 78.17 trong tuần sau đối với cổ phiếu của Vietcombank. Về kỹ thuật thì tín hiệu dòng tiền cũng như là tín hiệu khối lượng cung cầu vẫn đang ủng hộ cho cái xu hướng tăng giá lên cái mục tiêu thứ hai đối với cổ phiếu của Vietcombank. Cổ phiếu của Vietjet. Cổ phiếu của Vietjet thì như vậy, cái tín hiệu về kỹ thuật, về dòng tiền cũng như là cái khối lượng cung cầu đã cho chúng ta cái điểm đảo chiều giảm ngay tại cái phiên ngày 13 tháng 5 đối với cổ phiếu của Vietjet. Thì do vậy cái xu hướng chúng ta thấy là trong cái phiên ngày 8 đến phiên ngày 1 thì bắt đầu nó đã có áp lực bán ra rất là mạnh đối với cổ phiếu của Vietjet, và đến phiên ngày 13 tháng 5 thì tín hiệu kỹ thuật đã xác nhận cho chúng ta là cái tín hiệu giảm đối với cổ phiếu này. Do vậy thì nhìn về lại quá khứ thì chúng ta thấy là cái nhịp điều chỉnh của Vietjet hầu như hoàn toàn có thể là quay về những cái vùng giá thấp hơn phía dưới này để có thể là kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ của nó xem như thế nào. Thì đó là những cái ngưỡng hỗ trợ phía dưới tại cái vùng giá này nha các bạn, vùng giá 110 này. Rồi cái hộp Davat này nó sẽ tiếp tục hình thành để có thể là kéo cái chỉ số này nó đi xa hơn ha. Chúng ta có thể tiếp tục là cho cái hộp Davat này nó dao động trong cái vùng giá này. Tức là cái cạnh dưới của cái hộp Davat sẽ là cái vùng giá là 111 và cạnh trên đó là cái vùng giá là 117 nha các bạn. Sẽ tiếp tục dao động xung quanh cái vùng này để tiếp tục có những cái giá trị tích lũy trong cái thời gian tiếp theo. Cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu của Ross. Ross thì vẫn chưa có gì đặc biệt, chúng ta vẫn nhận định là nó cần phải trên vùng giá 5.000 để có thể là 4.500, 5.000 để có thể là có cái xu hướng tăng tốt hơn. Và như nhận định thì cổ phiếu của Ross vẫn đang dao động trong cái hộp Davat đi ngang này các bạn, nó vẫn chưa thay đổi được cái vùng giá này. Do vậy thì đó là những cái nhận định tiếp theo đối với cổ phiếu của Ross vẫn đang dao động tích lũy trong cái kênh dao động này. Thì cái ngưỡng của cái hộp Davat này, ngưỡng dưới là vùng 3.3 và ngưỡng trên là vùng 4.000 trên một cổ phiếu nha các bạn, tiếp tục dao động tích lũy đi ngang này. Hầu như là nó đang có xu hướng là chỉnh về những cái ngưỡng hỗ trợ thấp hơn phía dưới này nha các bạn. Chúng ta vẫn chưa có gì đặc biệt đối với cổ phiếu của Ross. Cổ phiếu của HD Bank. HD Bank thì vẫn chưa bứt phá ra được cái phiên ngày 13 tháng 5 là cái phiên tăng mạnh nhất, tuy nhiên vẫn chưa đạt được cái ngưỡng mục tiêu tại cái ngưỡng giá 24.3 đối với ngưỡng mục tiêu thứ hai này, và đã lùi về tiếp tục điều chỉnh để tiếp tục kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ tại cái vùng giá phía dưới ngưỡng mục tiêu thứ nhất, đó là cái ngưỡng giá vùng 22.4 22.5. Do vậy cái xu hướng tiếp theo của cổ phiếu HD Bank là vẫn chưa có cái tiềm năng tăng giá mạnh, như vậy tiếp tục dao động tích lũy trong cái kênh đi ngang này để thể tiếp tục tích lũy trong một cái thời gian tiếp theo. Và cái tín hiệu về dòng tiền cũng như là cái khối lượng bán thì nó hiện tại nó cũng đang giảm, tuy nhiên thì cái khối tín hiệu dòng tiền lại đang có cái xu hướng điều chỉnh về ngắn hạn, do vậy nó sẽ lùi về cái vùng giá hỗ trợ phía dưới để tiếp tục dao động tích lũy.
phiếu tiếp theo là cổ phiếu của GAS. GAS thì sao? Chúng ta thấy là hiện tại cái tín hiệu tích cực của GAS đó là đã bứt phá ra được cái ngưỡng kháng cự tại cái vùng giá là 70. Ngưỡng mục tiêu này là 70.3 nha các bạn. Đã bứt phá ra được và kết thúc nến phiên thứ 6 là nó nằm trong vùng giá 70.9, vẫn chưa bị đánh thủng khỏi cái vùng giá hỗ trợ này. Tuy nhiên thì cái tín hiệu về dòng tiền cũng như là khối lượng áp lực bán ra ngày càng lớn đối với cổ phiếu của GAS. Khả năng là các nhà đầu tư đang thực hiện vấn đề chốt lời, do vậy thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh về những cái vùng xung quanh cái ngưỡng hỗ trợ tại cái vùng giá mục tiêu thứ nhất này nha các bạn. Nó sẽ có những cái ngưỡng điều chỉnh về, có thể là những cái ngưỡng xuống vùng phía dưới thấp này. Tuy nhiên thì nó sẽ đi xung quanh cái ngưỡng mục tiêu 1, ngưỡng hỗ trợ của vùng giá 70.25 này. Còn cái mục tiêu về lâu dài thì chúng ta vẫn thiết lập cái ngưỡng mục tiêu lâu dài đối với cổ phiếu GAS là nó sẽ đạt được, khả năng là đạt được cái vùng giá là mục tiêu thứ hai tại vùng giá là 77.2 này. Và cái ngưỡng mục tiêu này hiện tại chúng ta sẽ làm mờ đi, tại vì trong tuần tới nó đang có cái xu hướng điều chỉnh về những cái vùng phía dưới của ngưỡng hỗ trợ. Tiếp theo, cổ phiếu của Thế Giới Di Động. Các bạn để ý thì thấy cái cổ phiếu của Thế Giới Di Động đang rơi vào một cái kênh ngưỡng giá rất là nhạy cảm, tức là cái đường màu đỏ gạch đất này, tức là cái kênh giảm giá về trung hạn đối với cổ phiếu của Thế Giới Di Động. Thì những cái phiên từ ngày 11 cho tới ngày 15 nó bám sát theo cái đường biên này và cần phải có tín hiệu xác nhận là có thể bứt phá ra được hay không. Bứt phá ra được thì cái ngưỡng mục tiêu như chúng ta đã thiết lập đó là cái ngưỡng mục tiêu trên này tại cái vùng giá 91.77 này, tức là có thể bứt phá, cần phải có những cái mẫu hình đến nên nó bứt phá, đặc biệt nó bứt phá ra khỏi cái kênh này thì nó mới xác nhận được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất này. Còn lại những cái tín hiệu nến mà nó không thể bứt phá ra được cái đường giảm giá về trung hạn thì rõ ràng nó sẽ tiếp tục rơi vào những cái nhịp điều chỉnh, quay về những cái nhịp điều chỉnh ở cái vùng giá hỗ trợ thấp hơn phía dưới này. Đó là cái kịch bản của cổ phiếu Thế Giới Di Động. Và hiện tại thì sao? Hiện tại thì cái tín hiệu về dòng tiền đang có cái xu hướng là điều chỉnh giảm nha các bạn. Trong cái tín hiệu về dòng tiền này nó thay đổi liên tục tùy theo cái giá cổ phiếu. Do vậy thì hiện tại cái tín hiệu về dòng tiền đang có cái xu hướng là điều chỉnh giảm đối với Thế Giới Di Động. Do vậy chúng ta nghiêng về kịch bản nó phần lớn là nó sẽ điều chỉnh suy giảm về những cái vùng phía dưới này mà chưa thể vượt qua được cái kênh giá trung hạn đối với cổ phiếu của Thế Giới Di Động. Tiếp theo chúng ta đi đến cổ phiếu của TCB. Như vậy thì TCB thì có một cái điểm rất là tích cực, đó là nó đã theo cái xu hướng là nó đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ hai. Tức là ngay cái phiên ngày 11, 12, 13 là nó đã trên cái ngưỡng mục tiêu thứ hai chúng ta thiết lập cho nó là ngay tại vùng giá 20.1 này rồi. Và đang có cái xu hướng là tích lũy đi ngang như thế này, đang có xu hướng tích lũy đi ngang đối với cổ phiếu này. Và đối với những cái ngưỡng mục tiêu đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ hai đối với cổ phiếu của Techcombank như thế này thì chúng ta cũng đã có thể là canh để chốt dần quanh cái ngưỡng mục tiêu thứ hai này rồi. Vì hiện tại cái tín hiệu kỹ thuật đang báo cho chúng ta là đang có cái tín hiệu là điều chỉnh trở lại. Do vậy thì cái xu hướng tuần tới thì khả năng nó sẽ tiếp tục là lùi về để có thể là đi xung quanh cái ngưỡng, đi xung quanh cái ngưỡng giá hỗ trợ này, vùng giá 20.1 nha các bạn, để thể đi lên loanh quanh để có thể là tiếp tục dao động tích lũy xung quanh cái ngưỡng mục tiêu này. Thì cái đó là cái giai đoạn tiếp theo đối với cổ phiếu của TCB. Thì vùng trên này các bạn có thể canh chốt lần được rồi nha. Cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu của FPT. Rồi cái biểu đồ kỹ thuật của FPT thì chúng ta thấy có cái vấn đề nhảy giá. À đúng rồi, tuần vừa rồi thì ngày 13 tháng 5 nha các bạn, FPT có cái vấn đề là chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cũng như là cổ phiếu tỷ lệ 20.3. Do vậy thì cái giá của cổ phiếu FPT đã có cái vấn đề là có cái nhịp điều chỉnh. Do vậy thì các cái bảng của chúng ta nó đang bị sai lệch đi. Do vậy chúng ta có thể di chuyển về, chúng ta xem lại cái chúng ta dành thời gian để di chuyển lại cái vùng giá này.
Như vậy thì với cái xu hướng tăng trưởng của FPT như thế này thì chúng ta thấy là nó đã tăng trưởng lên rất là tốt và đã đạt được cái giá mục tiêu thứ hai của chúng ta tại vùng giá 47. Tức là xác nhận là từ cái phiên ngày 13 tháng 5 này các bạn, nó đã xác nhận là đạt được cái ngưỡng giá mục tiêu của chúng ta. Và đối với cái những cái ngưỡng giá quanh cái vùng giá mục tiêu thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở tại cái vùng giá phía trên này nữa nha các bạn, những ngưỡng giá quanh vùng giá là 47 đến 50 thì các bạn canh chốt dần được rồi. Chốt dần và hạ thấp cái tỷ trọng của mình đối với cổ phiếu của FPT. Tại vì cái tín hiệu kỹ thuật về cái khối lượng cung cầu đang có cho chúng ta bắt đầu hình thành cái xu hướng là điều chỉnh ngắn hạn về mặt kỹ thuật. Do vậy sẽ có những cái nhịp điều chỉnh tiếp theo đối với cổ phiếu của FPT. Cổ phiếu Bow. Rồi cổ phiếu của Bow thì như chúng ta đã xác nhận là nó sẽ gặp một cái vùng cản tâm lý rất là lớn tại cái vùng giá này nha các bạn, tại cái vùng giá là 10.7 và phía cạnh trên là vùng giá 11.2 như thế này, sẽ gặp những cái ngưỡng áp lực rất là lớn. Do vậy thì chúng ta biết là chúng ta đã xác định là nó sẽ có những cái nhịp tăng đến gần cái vùng giá 10.7 này, rồi sau đó nó tiếp tục điều chỉnh giảm xuống phía dưới. Và hiện tại nó đang rơi vào cái kênh xu hướng là điều chỉnh giảm. Tức là chúng ta thấy tín hiệu dòng tiền, khối lượng bán ra thì ngày càng nhiều. Do vậy thì nó sẽ gặp áp lực điều chỉnh về kỹ thuật trong cái thời gian ngắn. Do vậy thì chúng ta hình dung là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh về sát cái vùng giá hỗ trợ phía dưới này. Chúng ta sẽ kéo cái kênh hỗ trợ phía dưới này. Đó là cái ngưỡng hỗ trợ quanh cái vùng giá 9.2 nha các bạn. Nó sẽ có tiếp tục có những cái nhịp điều chỉnh về sát cái vùng giá này trong những cái phiên tiếp theo. Do vậy thì tại những cái vùng giá phía bên trên này thì các bạn có thể là canh chốt dần đối với cổ phiếu của Bow được rồi ha. Những cái ngưỡng giá quanh cái vùng giá 10.000 như thế này thì chúng ta canh chốt dần cái cổ phiếu của Bow để nó rơi về những cái nhịp điều chỉnh sâu hơn thì chúng ta lại tiếp tục mua vào cho những cái phiên tăng tiếp theo. Tiếp theo cổ phiếu RE. Cổ phiếu của RE thì đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất như chúng ta đã xác lập từ tuần trước, ngưỡng 31.73. Chúng ta thấy là cái ngưỡng mục tiêu nó đã đạt được rồi và đang có những cái, sau khi đạt được cái ngưỡng mục tiêu thì tất nhiên hầu như cái cổ phiếu nó đều rơi vào cái tình trạng như vậy các bạn. Đó là sau khi đạt được cái ngưỡng mục tiêu thì tức là nó vượt qua cái ngưỡng kháng cự này thì nó quay trở lại thành cái ngưỡng hỗ trợ. Do vậy nó tiếp tục dao động tích lũy đi ngang quanh cái vùng này để kiểm tra lại xem cái ngưỡng hỗ trợ này có tốt hay không. Và khả năng phần lớn thì cổ phiếu RE lại tiếp tục dao động tích lũy đi ngang quanh cái vùng giá này trong cái phiên tuần trước, phiên tiếp theo nha các bạn. Đó, sẽ tiếp tục dao động tích lũy đi ngang quanh cái vùng giá này để kiểm tra xem cái ngưỡng hỗ trợ có tốt hay không. Và cần có những cái mẫu hình đến xác nhận là bứt phá ra khỏi cái ngưỡng giá 30 như thế này thì mới có thể thiết lập nên cái mục tiêu thứ hai nằm phía bên trên này. Còn không thì phần lớn thì chúng ta thấy là nó sẽ tiếp tục dao động đi ngang như thế này. Cần phải có tín hiệu bứt phá nha các bạn. Cần phải có những mẫu hình nến bứt phá để có thể vượt ra khỏi cái đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ hai tại vùng giá 33.5. Cổ phiếu tiếp theo, cổ phiếu của Hòa Phát. Cổ phiếu của Hòa Phát thì chúng ta thấy là nó đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ hai và từ tuần chúng ta đang hướng đến cái ngưỡng mục tiêu thứ ba. Tuy nhiên về nhìn nhận thì chúng ta thấy là nó đã bị những cái thời gian gần đây nó chưa thể bám theo được cái kênh tăng giá đường màu xanh như thế này, cái kênh xu hướng tăng giá đường màu xanh. Và rõ ràng như cái xu hướng như thế này thì các bạn thấy là trong cái diễn biến của những cái phiên giao dịch từ tuần sau thì các bạn thấy nếu như nó không thể nào có những cái mẫu hình nến là xác nhận là vượt qua được, tức là mẫu hình nến là xác nhận là vượt qua được cái hộp Davat này, cái cạnh trên 22.4, và nếu như không thể vượt qua được cái cạnh trên như thế này thì cái xu hướng chúng ta thấy là cái dòng tiền bắt đầu có xu hướng điều chỉnh về mặt kỹ thuật rồi đó. Và nếu như mà còn gãy luôn cái cạnh dưới của cái hộp Davat ngưỡng 23 phía dưới này thì sẽ tiếp tục rơi vào cái nhịp điều chỉnh sâu hơn. Do vậy quanh cái vùng này nếu như các bạn canh liên tục canh từ tuần sau là các bạn bắt đầu liên tục canh cái cổ phiếu mà các bạn đang quan tâm để thực hiện việc chốt dần cái mục tiêu cũng như là giảm đi cái tỷ trọng của mình để có thể là nắm giữ những cái mặt lợi nhuận mà các bạn đã đầu tư từ cái thời gian trước rồi. Đó là cái xu hướng chính của chúng ta. Do vậy những cái giai đoạn này đang rất là nhạy cảm. Tương tự như vậy Hòa Phát cần phải bứt khỏi kênh trên. Còn hiện tại cái tín hiệu đang
cho thấy nó xấu dần đi. Và nếu như những cái phiên từ tuần sau các bạn thấy là nó tiếp tục dao động mà bị đánh thủng khỏi cái vùng 23 này, thì cái kịch bản lớn là nó sẽ lùi về điều chỉnh ở những cái ngưỡng thấp hơn nha các bạn. Sẽ tiếp tục lùi về điều chỉnh ở những cái ngưỡng thấp hơn. Tiếp theo, cổ phiếu của Vinamilk. Cổ phiếu của Vinamilk thì tuần này chúng ta thấy phiên ngày 12-13 đã có những cái ngưỡng giá mục tiêu đã giúp chúng ta là đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ hai. Như các bạn biết là nếu như các bạn xu hướng là ăn đánh theo cái việc lướt sóng kỹ thuật, thì khi mà giá đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất, ngưỡng mục tiêu thứ hai, thì tùy theo cái khả năng của các bạn thì các bạn có thể canh chốt lời dần được rồi. Còn nếu như các bạn muốn nắm giữ về cái vấn đề về dài hạn và lâu dài, thì cái thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy cái vấn đề nào khá là tích cực để có thể nắm giữ về dài hạn và lâu dài, mà chỉ về lướt sóng và ăn về cái mặt kỹ thuật. Các bạn mua từ những cái vùng giá tốt như cái tín hiệu kỹ thuật chúng ta báo mua từ những cái vùng giá như thế này lên đến cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất, mục tiêu thứ hai, rồi mục tiêu thứ ba, thì nó đã cho chúng ta mức lợi nhuận mười mấy 20%, thì chúng ta có thể chốt lời dần được rồi. Tại vì chúng ta cứ chốt cho chắc đã các bạn, hoặc là chúng ta có sử dụng cái biện pháp là giảm dần cái tỷ trọng của mình đi ở những cái ngưỡng mục tiêu cao như thế này, thì các bạn bắt đầu bán ra để giảm dần tỷ trọng của mình, tránh cái việc là quá tham lam. Chúng ta cứ chốt lời dần đi rồi chúng ta tham gia vào, đợi những cái nhịp điều chỉnh chúng ta lại tiếp tục tham gia vào mua lại thôi, không có gì cả các bạn. Về cái tín hiệu kỹ thuật của Vinamilk thì như thế nào, thì nó đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu vùng giá 114.25, và sau khi đạt được thì nó quay về nó điều chỉnh ngay, tức là cái lực bán nó ra nó bắt đầu mạnh rồi, tức là đạt được cái ngưỡng mục tiêu thì bắt đầu nó điều chỉnh ngay rồi. Thì do vậy cái xu hướng tuần sau thì rõ ràng nó sẽ tiếp tục có những cái nhịp điều chỉnh xuống cái vùng phía dưới này, sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, sẽ có những cái nhịp điều chỉnh xuống cái những cái vùng thấp hơn phía dưới này. Đó là cái kịch bản đối với cổ phiếu của Vinamilk. Cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội. Cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội tuần phiên ngày 13, cái giá nến cao nhất đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất. Đó là, tức là các bạn thấy là các bạn đã có lời và giá cổ phiếu đã đạt được những cái ngưỡng mục tiêu, thì các bạn có thể chốt lời dần cũng như là giảm dần tỷ trọng của mình, tránh cái việc ăn tham nha các bạn. Rồi như vậy thì cái xu hướng hiện tại đang có cái xu hướng điều chỉnh. Do vậy thì cái kịch bản cho cái tuần tiếp theo, như vậy thì cổ phiếu của Ngân hàng Quân đội MB Bank sẽ tiếp tục dao động điều chỉnh ở những cái vùng giá phía thấp hơn này nha các bạn. Sẽ có những cái nhịp điều chỉnh như thế này, các bạn hình dung nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh quanh cái hộp Davat này như thế này. Còn nếu như mà rõ ràng là bị đánh thủng luôn khỏi cái cạnh dưới của cái hộp Davat thì nó điều chỉnh còn sâu hơn phía dưới này. Thì tất nhiên chúng ta phải dự đoán lần lượt từng phiên thôi, không chắc chắn được. Các bạn canh những cái ngưỡng quan trọng, những cái cạnh của cái hộp Davat này để các bạn có thể là đoán cái giá điều chỉnh của nó ở cái vùng phía dưới này. Và chúng ta thấy là một cái ngưỡng hỗ trợ sâu phía dưới này là đến tận cái vùng giá 15.47 nha các bạn. Đó, ngưỡng hỗ trợ sâu phía dưới này. Tiếp theo, cổ phiếu CTG. CTG thì như thế nào, thì chúng ta thấy là phiên 12, 11 này, 12, 13 là đã xác nhận là đã đạt được cái ngưỡng giá mục tiêu thứ nhất 23, 21.3. Các bạn thấy là phiên này nó đi lên quanh. Tuy nhiên một cái điểm nhấn đối với CTG là các bạn thấy là nó, cái phiên ngày 13 này nó gặp ngay cái cạnh giảm giá về trung hạn, chạm ngay cái vùng này thì nó chưa thể là vượt qua được, chưa có mẫu hình thế nào là vượt qua được ngay tại vùng 21.77 này. Rồi những cái phiên tiếp theo 14, 15 lại tiếp tục lùi về điều chỉnh sâu hơn. Do vậy thì phần lớn là nó chưa thể bứt phá ra được cái kênh giảm giá về trung hạn rồi. Như vậy quanh cái vùng này chốt lần đi nha các bạn. Dạ, hẳn giảm tỷ trọng đối với cổ phiếu của CTG. Và phần lớn thì chúng ta thấy là nếu như mà chưa thể bứt phá được cái kênh trung hạn như thế này thì sẽ tiếp tục rơi về những cái nhịp điều chỉnh ở những cái vùng giá sâu hơn. Đó là cái xu hướng tiếp theo đối với cổ phiếu của CTG, cái tiếp tục rơi vào cái nhịp điều chỉnh giảm giá về sâu hơn. SSD phiên ngày 14 tháng 5 đã có cái nhịp giá cao nhất đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất mà chúng ta đã xác lập cho nó tại vùng 14.5. Và sau khi, tuy nhiên thì kết thúc phiên và chốt nến thì vẫn chưa có mẫu hình nến nào xác nhận là tăng lên vượt qua được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất này. Và do vậy trong cái kịch bản chung của thị trường
rơi vào cái nhịp điều chỉnh như thế này thì hầu hết các cổ phiếu sẽ rơi vào cái nhịp điều chỉnh. Và đối với cổ phiếu SAD, chúng ta sẽ cho nó thiết lập cái ngưỡng giá điều chỉnh tại vùng giá 13.7 và 14.5 trong cái hộp đa vát này. Đó là cái ngưỡng của cổ phiếu SAD. Đối với các bạn, khi đã đạt được ngưỡng mục tiêu, thỏa mãn cái đam mê, thỏa mãn cái lợi nhuận đầu tư của bạn thì có thể chốt dần và hạ thấp tỷ trọng của mình trong những cái phiên điều chỉnh như thế này. Rồi, cổ phiếu của BLX thì như nhận định tuần trước chúng ta là sau khi đạt được cái ngưỡng mục tiêu tại cái ngưỡng giá mục tiêu thứ nhất này thì sẽ có những cái nhịp điều chỉnh đi quanh cái vùng giá mục tiêu cũng như là kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ này trước khi là có thể bật tăng giá trở lại. Và với cái xu hướng tuần sau, tín hiệu dòng tiền là bắt đầu cho chúng ta cái tín hiệu suy giảm trở lại rồi các bạn. Do vậy thì hầu như nó sẽ rơi vào cái nhịp điều chỉnh để đi xung quanh cái hộp Davat ha nha các bạn. Đi xung quanh cái hộp Davat này để tiếp tục kiểm tra lại cái ngưỡng giá, tiếp tục kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ này có tốt hay không để mới có thể tiếp tục thiết lập nên cái kênh xu hướng tăng giá đối với cổ phiếu của BLX. Cổ phiếu của BNZ. Rồi, đối với biểu đồ kỹ thuật của BNZ thì như thế nào? Thì chúng ta thấy là nhìn về tổng quan thì BNZ đang hình thành cái mẫu hình kỹ thuật, thì chúng ta thấy là cái mẫu hình, cái biểu đồ kỹ thuật đang rơi cái mẫu hình tam giác căng như thế này. Và nó đang, cái vùng giá đang tiệm cận tại cái vùng tam giác căng như thế này. Và như vậy thì cái vùng này rất là nhạy cảm, tức là cần có những cái mẫu hình nến xác nhận cụ thể để chúng ta biết cái xu hướng tiếp theo. Tức là nếu như bứt ra được cái kênh giảm giá về trung hạn tại cái xung quanh cái vùng giá để mình ghim cái vùng giá cho các bạn, tức là cần có những cái mẫu hình nến xác nhận là bứt phá ra được cái ngưỡng giá mục tiêu, vùng kháng cự mục tiêu như thế này, vùng 63.5, thì sẽ tiếp tục xác nhận cái kênh xu hướng tăng giá về dài hạn, tức là lúc đó chúng ta mới yên tâm nắm giữ về trung hạn và lẫn dài hạn đối với cổ phiếu của BNZ. Còn ngược lại, nếu như bị đánh thủng khỏi cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn như thế này thì nó lại tiếp tục rơi vào cái giai đoạn điều chỉnh và giảm giá trong cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn này. Thì do vậy cái giai đoạn này các bạn luôn canh chừng cái sự biến động giá của cổ phiếu BNZ để các bạn có những cái vùng giá thích hợp nha các bạn, để xác nhận nên cái kênh xu hướng thích hợp. Và cái ngưỡng phía dưới này, như chúng ta biết, cái ngưỡng này để đánh thủng là khoảng cái vùng giá phía dưới này, vùng giá khoảng 58-60 đối với cổ phiếu của BNZ. Đó, cái mẫu hình nến tam giác căng đang hiển thị rất rõ đối với cổ phiếu của BNZ. Như vậy bứt phá ra, khả năng tăng trưởng rất là mạnh, rơi vào một cái nhịp tăng rất là mạnh. Còn giảm giá thì chúng ta không còn gì để nói rồi, tại vì nó vẫn đang trong cái kênh xu hướng giảm giá về trung hạn nha các bạn. Lưu ý canh rất là kỹ đối với vùng giá này. Cổ phiếu STB. Rồi, STB thì như thế nào? Phiên ngày 14 tháng 5, cái giá cao nhất đã đạt được ngưỡng mục tiêu thứ nhất tại vùng giá 10.3. Rồi sau khi đạt xong thì vẫn phải lùi về để điều chỉnh mà chưa có cái mẫu hình nến nào xác nhận là vượt qua được cái ngưỡng mục tiêu thứ nhất, ngưỡng kháng cự 10.3 này cả. Do vậy cái kịch bản tiếp theo nó sẽ tiếp tục dao động đi ngang trong cái hộp Davat này. Và nếu như thủng cái cạnh nào của cái hộp Davat thì sẽ thiết lập cái kịch bản giảm giá hoặc là tăng giá rõ ràng hơn. Do vậy các bạn cần phải canh những cái phiên tiếp theo, phiên ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 để có thể là xác nhận được cái xu hướng rõ ràng đối với cái cổ phiếu của STB nha các bạn. Đây, cạnh dưới là 9.6, cạnh trên là 10.3 và gãy một trong hai cạnh này sẽ thiết lập nên cái kịch bản cũng như là cái xu hướng tiếp theo cho cổ phiếu của STB. Cổ phiếu của BIDV. BIDV trong tuần vừa rồi, phiên 13, 14, 15 đã cho chúng ta đạt được ngưỡng mục tiêu tại ngưỡng mục tiêu thứ nhất tại vùng giá 39.25. Và hầu như trong các cổ phiếu chúng ta phân tích là đạt được ngưỡng mục tiêu thì nó chưa vội. Có những cổ phiếu lực mua mạnh thì nó bứt phá ra, vượt ra được cái ngưỡng mục tiêu, cái ngưỡng kháng cự luôn. Tuy nhiên thì những cái cổ phiếu thì một vài cái cổ phiếu thì không được như vậy. Nó lại tiếp tục lùi về để đi luôn loanh quanh cái vùng giá mục tiêu cũng như là cái ngưỡng hỗ trợ của nó. Đặc biệt đối với cổ phiếu BIDV thì cái ngưỡng giá hỗ trợ xung quanh nó sẽ đi xung quanh cái vùng giá 39.25 này để tiếp tục là kiểm tra lại cái ngưỡng hỗ trợ của nó có tốt hay không.
Và trong xu hướng tuần tới thì cổ phiếu của BIDV đi lên quanh cái vùng này, và nếu như bị đánh gãy khỏi một trong hai cái ngưỡng cạnh trên và cạnh dưới của cái hộp Davos như thế này thì sẽ tiếp tục cho chúng ta thiết lập cái mục tiêu, cái kịch bản tăng giá hoặc là giảm giá tiếp theo đối với cổ phiếu của BIDV. Còn hiện tại chúng ta thấy một cái tích cực đối với BIDV là nó đã vượt qua được cái kênh giảm giá và trung hạn, cái đường gạch đỏ đất đây nha các bạn. Đó là những cái điểm tích cực để nó có thể là phản hồi tăng trở lại. Cái tín hiệu dòng tiền vẫn đang còn tốt, chưa cho cái tín hiệu đảo chiều. Tuy nhiên thì diễn biến trong những cái phiên tiếp theo tuần sau thì khả năng tình hình xấu đi thì lại cho chúng ta cái tín hiệu kỹ thuật đảo chiều về dòng tiền thì sao, thì chúng ta phải liên tục quan sát, cũng như mình sẽ liên tục cập nhật các cái thông tin này trên cái phần cái tách cộng đồng của mình để các bạn có thể tiện theo dõi. Cổ phiếu của Masan thì sao? Phiên ngày 14-15 các bạn thấy nó đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ ba vùng 64.5. Còn như các bạn thấy là giá nó đạt được ngưỡng mục tiêu thứ ba rồi thì chốt lời dần được rồi các bạn. Đến cái vùng quanh như thế này thì rõ ràng các bạn là có cái khả năng là chốt lời dần quanh cái vùng này rất là tốt rồi. Đó, các bạn thấy là giá mà rơi vào cái vùng này thì chốt lời quá ngon rồi. Cổ phiếu của Masan. Và phiên 15 thì đã có một cái nhịp rơi, một nhịp điều chỉnh rất là mạnh. Và xu hướng tuần sau thì khả năng lớn nó sẽ tiếp tục dao động quanh đi ngang quanh cái hộp Davos đây. Đó, đây là cái ngưỡng giá của cạnh trên và cạnh dưới mình sẽ đặt ra để các bạn dễ dàng quan sát và theo dõi trong cái phiên tuần tới. Và cái tín hiệu dòng tiền khối lượng hiện tại đang nghiêng về cái xu hướng điều chỉnh giảm về những cái giá hỗ trợ thấp hơn đối với cổ phiếu của Masan. Do vậy thì khả năng phần lớn các cái cổ phiếu chúng ta thấy là từ tuần sau nó sẽ rơi vào một cái nhịp điều chỉnh giằng co hoặc là dao động đi ngang quanh cái ngưỡng giá hỗ trợ của nó thiết lập ở phía dưới. Tiếp theo là cổ phiếu của Bảo Việt. Bảo Việt cũng như vậy, phiên ngày 13 tháng 5 đã cho những cái khả năng vùng giá cao nhất đạt được cái ngưỡng giá 51.57 rồi các bạn. Đó, những cái vùng này các bạn canh mà chốt liền. Nếu như các bạn đã đạt được cái ngưỡng chốt lời của mình rồi, canh thì chốt liền. Rồi sau khi xong thì hiện tại nó đang lại có cái xu hướng cái tín hiệu về dòng tiền suy giảm, và biểu đồ kỹ thuật lại cho chúng ta cái tín hiệu đảo chiều về dòng tiền. Tức là về cái tín hiệu kỹ thuật là đang có xu hướng điều chỉnh giảm về những cái vùng thấp hơn phía dưới này nha các bạn. Đó là cái kịch bản mà cái tín hiệu kỹ thuật đang đưa ra cho cổ phiếu của Bảo Việt. Cổ phiếu tiếp cuối cùng chúng ta nhận xét đó là cổ phiếu của Cotecom. Cotecom có như vậy, cái phiên 13-14 đã đạt được cái ngưỡng mục tiêu thứ hai tại vùng giá 70.5. Thì xung quanh này chúng ta có thể giảm bớt tỷ trọng, chốt lời dần. Đó là ngưỡng mục tiêu thứ hai mà chúng ta đã đạt được đối với cổ phiếu của Cotecom, khi mà cái vùng mua chúng ta xác nhận là tại vùng giá 53, đến vùng này là đảm 30%. Khá lớn rồi các bạn, không chần chừ gì nữa mà chúng ta có thể là chốt lời trong một cái nhịp. Với các bạn có cái nguồn vốn cũng như là cái dòng tiền đầu tư khá lớn thì một cái mức lời sinh lời trong một cái phiên tăng trưởng mà chúng ta đạt được trên 15% thì như vậy là quá ổn trong một cái thương vụ đầu tư của chúng ta rồi các bạn. Hiện tại tín hiệu kỹ thuật thì như thế nào? Dòng tiền thì đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm, khối lượng bán ra thì lại càng nhiều. Khả năng phần lớn là nó sẽ tiếp tục rơi vào cái nhịp điều chỉnh nha các bạn. Đó, nhịp điều chỉnh ở những cái vùng giá phía dưới. Chúng ta thấy là cái đường màu xanh, cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn. Còn nếu như mà nó gãy luôn cái kênh xu hướng tăng giá về ngắn hạn này thì sẽ có cái nhịp điều chỉnh mạnh hơn, rơi về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn đối với cổ phiếu của CTD. Thì như vậy thì chúng ta đã thực hiện việc đánh giá xong 30 cổ phiếu trong rổ VN30. Và nhìn nhận lại đối với cái cổ phiếu nằm trong rổ VN30 thì chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu đã đạt được những ngưỡng mục tiêu thứ nhất, ngưỡng mục tiêu thứ hai mà chúng ta đã đặt ra, và đang có cái tín hiệu là quá mua, đang cái tín hiệu về dòng tiền đang là quá mua, cũng như là cái tín hiệu dòng tiền, cái khối lượng đang cho cái áp lực bán ra chốt lời nhiều hơn đối với các cổ phiếu nằm trong rổ VN30. Do vậy, nhận định tuần tới sẽ có những cái nhịp giằng co điều chỉnh giảm đối với cổ phiếu nằm trong rổ VN30 là phần lớn. Và tương tự như vậy, các bạn cần phải canh những cái ngưỡng hỗ trợ, những cái ngưỡng quan trọng, để nếu như mà điều chỉnh quá mạnh bị gãy luôn khỏi những vùng này thì các bạn cần phải có những cái động thái
bảo vệ cái lợi nhuận mà chúng ta đã đầu tư từ nhiều cái thời gian vừa rồi. Đó là những cái động thái tiếp theo của chúng ta. Đối với chỉ số phái sinh thì tín hiệu kỹ thuật đang cho chúng ta những cái tín hiệu như thế nào? Thì đối với chỉ số phái sinh thì tín hiệu kỹ thuật vẫn chưa cho cái vấn đề là đảo chiều, tức là đảo chiều về cái tín hiệu bán đối với cái chỉ số là, tức là chưa cho cái tín hiệu đảo chiều, đảo chiều bán đối với cái chỉ số hợp đồng tương lai. Tuy nhiên thì phần lớn trong những cái kịch bản của tuần sau thì chúng ta vẫn cứ canh những cái vùng giá cao để chúng ta thực hiện việc short xuống, tại vì hầu hết các cổ phiếu nó đang rơi vào cái nhịp điều chỉnh. Do vậy các bạn cần canh những cái vùng giá cao để có thể là thực hiện việc short bán xuống ha. Điểm đặc biệt nữa các bạn phải chú ý đó là cái ngưỡng hỗ trợ tại vùng giá gần vùng giá 761 đối với chỉ số hợp đồng tương lai. Thì nếu như bị đánh thủng khỏi cái vùng 761 này thì các bạn phải mở short ha, mở short để nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh về vùng giá sâu hơn. Thì các bạn đối với chỉ số phái sinh thì các bạn phải liên tục nghiên cứu và xem xét cái tín hiệu kỹ thuật để các bạn có những cái điểm vào ra thích hợp, tại vì phái sinh như các bạn biết là nó biến động và thay đổi rất là nhanh. Như vậy thì chúng ta vừa kết thúc vấn đề phân tích cũng như là phân tích các cổ phiếu nằm trong rổ VN30 và xác nhận cho chúng ta coi sẽ có một cái nhịp điều chỉnh kỹ thuật về ngắn hạn đối với hầu hết các cổ phiếu lớn như thế này. Đó là cái vấn đề về phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên thì như các bạn biết trong cái thị trường đầu tư chứng khoán thì ngoài cái việc phân tích kỹ thuật nó còn ảnh hưởng rất nhiều bởi cái tin tức cũng như là tâm lý của cái nhà đầu tư. Do vậy ví dụ như cái phân tích kỹ thuật của chúng ta là cái xu hướng giảm là chính. Tuy nhiên thì ví dụ các bạn giao dịch trong cái phiên tiếp theo, phiên thứ 3, thứ 4 lại có những cái tin tức nó lạc quan, nó tốt đẹp hơn thì sao? Thì thị trường lại diễn biến theo một cái tâm lý trái ngược trở lại. Thì do vậy đối với việc đầu tư chứng khoán các bạn phải liên tục cập nhật cho mình cái tín hiệu kỹ thuật của các cổ phiếu. Cái tin tức gì xảy ra nó có tích cực hay không, có thể tác động nhiều đến thị trường hay không. Thì đó là những cái quyết định tiếp theo cho các bạn trong cái quá trình đầu tư. Chúc các bạn đầu tư thành công.